Hello nha anh em. Chào mừng tất cả cô chú bác anh em ghé thăm kênh và mua hàng ủng hộ Thanh nha. Thanh chúc cô chú bác, anh chị em và các bạn nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Thanh lên một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Có gì bán đó ha. Rồi mình lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay ha. Hôm nay là mình lên tiếp tục mã IF. Lên mã IF72 là mình có một cây cây mỏ lết nha anh em. Đó. Ha. Cây mỏ lết này 36 inch. Của ít ít ha, cái này nặng là 13,5 kg, 53,5 kg. Anh em mình quay tổng quan như đây rồi mình sẽ cầm lên anh em, tại nó nặng quá, nó gồm hai phần, nó có một cục này nữa nè anh em, cục này ha, cục này là nó sợi cờ lê xích ha, đó này nó gắn vô đó nè ha, này nó sợi xích nha anh em. Cái này rồi để mình mở nó ra chỗ này đó ha, để mình đo cái này cho nó dài bao nhiêu. Cục xích này là nó dài 67 ha, 67. Cục xích này nó dài 67 ha anh em. Cục xích này đây, cái này là găng của nó nè ha, đó nặng cái này để mình để riêng đi, mình quay rồi thôi, mình ghép cái video này lại ha. Đó, cái này găng thì nó cũng còn tương đối, nó cũ rồi, nó bãi nó hơi có cái dấu xét xét thôi ha. Thì cục này là cái này mình dặn nè, dặn là mình thâu, mình thâu cục máy xích vô nè, à mình thâu cục máy xích để nó xiết vô á, cái này hồi nó mình gắn vô đi rồi mình quay thử cho anh em coi cái phần này ha. Rồi, anh em bỏ nó qua bên đây đi. Rồi bỏ cục này qua bên đi ha. Mình quay tới cái cây này cho nó nhẹ bớt chút. Đó. Cục này nè ha. Nó là size 36 inch. 36 inch nha anh em cô chú bác. Nó nặng của Mỹ ha. Nó nặng. Trước đây mình có bán một cây lớn hơn cây này luôn. Nó là 48 inch. Cái này cái ngàm mở, cái ngàm cái này mở là 1,5 tấc nha anh em cô chú bác, 1,5 tấc ha. Để mình đo hết trơn về cái nó được nhiêu. Thôi giờ nó là 9 tấc nè, 9 tấc nếu mình mở ngàm 1,5 tấc nữa là 11 ha, 11 năm. Để mình mở hết cái ngàm mình đo cho nó chính xác này mày. Chứ để nhiều khi bán mấy cái này cái giá giá trị nó cao quá, giá trị nó cao cái quay nó chi tiết chút. Cái này cái ngàm 1,5 tấc mình đo rồi anh em ơi, nó nặng quá à. Mình đo rồi anh em ơi thì nó 1,5 tấc cộng vô thêm vậy ha. Đó thì con này nó vậy đó. Để mình quay cái găng cho anh em cô chú bác nhìn ha, găng đó. Con này nó cực ha, găng còn ngon lành ha. Đó 36 inch, ngoại hình thì nó cũng có hơi chóc xi chút đỉnh, có hai ốc ở đây nó nè, nó hơi sắc ha, sắc nó hơi gỗ ha, hai cái đầu 8 này nó nằm ở dưới nè, đầu này ha. Đó vậy thôi anh cục chú bác, cái này nặng. Cái này là mã X72 ha. Cái này mình bán là 2 triệu nha anh em cô chú bác. Cái này nó nặng là 13,5 kg. Để mình cân 13,5 kg giá. Mình gắn cái cục này vô. Đó, nó như vậy ha. Nó như vậy đó. Cái mắt trên này nó nằm như vậy. Cái này nó nặng quá nè, mình khi cái sức cũng không có được mạnh, cầm lên nó là quải luôn. Trời ơi, nó đứng lên nó được anh em ơi. Đấy gì không có cái thế.
móc vô vậy ha. Rồi cái cây, cái đầu này thì người ta xài người ta dặn thôi anh em, ta dặn thâu cũng xích sơn ra vô ha. Rồi, cái đầu này nè, nó thâu cũng sơn, nó xiết cũng sơn, sơn lại ha. Nó tình trạng nó lại vậy nha anh em, chú bác cầm lên lần nữa ha. À, trời ơi nặng quá anh em ơi, không nổi. Rồi cây này ha, cây này mình bán là 2 triệu nha anh em cô chú bác, mã là X72 ha, mình bán 2 triệu. Rồi Thanh sẽ lên tiếp mã X. Rồi mình lên mã tiếp theo ha, là mã X73. Mình có cây mỏ lết, cây này mỏ lết ngang của Gidget của Mỹ ha. Đây cái này nó 25/8, nó tương đương 3 tấc anh em cô chú bác, tương đương 3 tấc ha. À, 28 năm à ha, không được 3 tấc. Cái này nhà mở thì nó cũng lớn hơn, để mình đo đi anh em ơi. Rồi chắc em nhà ha, nhà mở được 7 phân. Cái này răng đẹp, răng đẹp ha. Cái này nó bị cong nha anh em, nó bị cong một chút xíu, nhìn kỹ mới thấy, cặp cái thước vô mới thấy, chứ bình thường không có nhìn thấy đâu. Mình vệ sinh mình mới nhìn thấy. Đấy gì nè, đó anh em chú nhìn thấy không? Ít thôi ha. Nè ha, bên đây không có, nó hay ẩn nè. Đó anh em chú nhìn thấy không? Nó ẩn cái đoạn này ha, ảnh cái đoạn này một chút, không có nhìn thấy anh em, ít rồi, ha, cũng ít thôi. Cái này nó bị giống như cấn cái gì, nó cong cái đoạn này một chút ha. Ít ít, cái này mình bán 470 nha anh em cô chú bác. Cái này tình trạng thì nó còn tương đối mà nó bị cong vậy, ha, mình báo cho anh em cô chú bác biết ha. Để nhiều khi mua về cái nó không dự ý. Cái này mình vệ sinh mình nhìn kỹ mình mới thấy, chứ không thôi cũng không nhìn thấy, ít lắm anh em. Đó công ít để gì thấy nè, đó ha. Rồi mã là X73, mình bán 470 ngàn nha anh em cô chú bác, chịu khó mình bao ship ha. Lên mã X74, mình có một cây Wallet 3 tấc của MCC. Cái này găng nhuyễn, găng nhuyễn nha anh em cô chú bác. Cái cây màu vàng với màu xanh thường thường mình thấy nó răng nhuyễn ha. Cái này ngàm mở là được 6 phân, ngang 6 phân 300mm. Tình trạng thì nó cũng hơi có chốc xi, răng thì còn đẹp. Cái này răng còn đẹp, mình mua là nó có còn cái tem nữa nè, mình vệ sinh nó chốc ra. Nhưng mà bãi nằm á, khi trời mưa là dính cái này kia, nó hơi xét mấy phần này thôi, chứ mình thấy cây này là răng mà anh em cô chú bác nhìn thấy không, người ta chưa có sử dụng qua ha. Đó rồi cây này mình bán là 240 ngàn nha anh em cô chú bác ha. Ngầm mở là 5 phân 5 phân rưỡi, 5,5 cm, bán 240, mã là X74 ha. Lên mã X75, mình có một cây mỏ lớp, cái này size nhỏ, size 2 tấc. Cái này cũng cổ ha anh em cô chú bác. Đó, cái này cái hiệu của nó vậy đó. Để chữ này ha, phun đó. Cái này răng nó không có đẹp, cái này nó để nè 1927 ha. Số này ăn tiền cái số này ha, chứ không ăn điện như những cây này. Này răng nó mẻ nha anh em nè ha. Cái này nhỏ mà răng nó khờn, bên trên thì nó không có, không khờn có dưới thôi, người ta xài nhiều á nó khờn ha, nó vậy thôi. Nhưng mà cái này cái mặt cây thép của nó xịn,
về mình vệ sinh nó ra cái màu thép, chà tới đâu nó nâu nâu cái đó lên em, nhưng mà nó cũ thôi, tại vì nó cũ quá ha. Rồi cái này nó cũ như vậy đó, nó nhỏ nữa, 2 tấc thôi, tấc chín nè, ha. Nó cái này nó xấu nha anh em cô chú bác, gần nó xấu ha, nó xịu xảo chưa, nhà mở là 3 phân, cái này mua để về chơi thôi chứ không có xài được ha. Đó, rồi cái này mình bán là 230 ngàn nha anh em cô chú bác, 230 ha, cây cũ này nè, mở là X75 lên mã X76. Mình có một cây Classic, cái này size 3 tấc, 3 tấc anh em của chú bác, cái này của Super đó, 3 tấc ha. Cộng với xích này nó dài, mình đâu cộng xích coi nó dài được nhiêu ha, nó dài được 4 tấc, cộng xích dài được 4 tấc ha. Cái này thì tình trạng cũng còn tương đối, cũng xích nó cũng có đóng số vậy đó, XT1 ha. Super nó để nè, 1/4 3B 02K1, mấy cái này không hiểu ha. Đó là XT1 Super Mắc in xa măng ha. Đó. Cái này nó sẽ nó gài như vậy thôi. Thế nè, đó, nó gài vậy thôi anh em cô chú bác. Ha. Mình coi cái này cái đường kính nó được nhiêu ha. Kệ sẵn rồi đo luôn em ơi, nhiều khi người ta về ta mở được. Nhiều khi người ta cần xài ta mở được cái đường kính đó. Mình đo cái đường kính trong là được 13 nha anh em, 1,1 tấc 3 ha, 13 cm, 1 tấc 3 cái đường kính này ha. Rồi cái này mình bán 360 ngàn nha anh em cô chú bác, mã là X76 ha, lên mã X77. Mình có một cây mỏ lớp, cái này cái thép nó vậy đó nè, giống như cái thép của thằng Top ha, cái thép đen. Cái này của Sun K ha, 3 tấc, 300 mm, để 12 inch nè ha, để CRV. Cây này mình thấy nó cũng đẹp nha anh em cô chú bác, cái màu thép nó đẹp, nhà mở là 3 phân rưỡi, 3,5 cm ha. Miệng cái này cũng còn khá ha, miệng còn khá, anh nhớ nó hơi có cấn đây chút xíu, đây thì cũng có cấn chút ha. Cái này ra vô ngon lành anh em đó ha, miệng nó vậy ha. Rồi cái này là mã là X77, bán là 550 ngàn, 550 ngàn nha anh em cô chú bác, chuyển khoản anh bao ship ha. Mình lên mã X78, mình bán 2 cây mỏ lớp, 2 cây collector, 1 cây tấc với cây 2 tấc. 1 cây 2 tấc thì cây tấc thì cho nên người ta có khứa nó làm gì ha, khứa cái dấu nhỏ nhỏ thôi. Chịu lấy nét không biết sao tức ghê đó, lấy nét ha. Cái này có 1 tấc anh em, nó xíu ha, này ngàm nó thì cũng có chốc xi ha, cái 1 tấc ngàm mở nhỏ xíu
nó mở được phân mấy à? Phân 3. 1/2, 1,2 cm ha. Cái này cái hai tấc thì đẹp. Cái hai tấc này mới. Cái hai tấc này mới chát rồi nè. Miệng này chưa có dấu xài luôn ha. Nè. Ngà mở là 2,5 phân. Mình bán 2 cây. Hai cây này anh em cô chú bác, cây này trên lưng đã có khứa khứa ha. Hai cây này mình bán 200 ngàn ha. Mình lên mã X79. Mình có 1 cây. Cái cờ lê nhanh. Cái này của Sankey 2,5 tấc ha. Thời gian thì cũng còn tương đối. Có hơi dĩ xét cho nó 1 chút. Mình đo cái miệng cái này mở là được nha. 3 phân đó nè, hơn 3 phân chút. 3,5 phân luôn, cờ ly nhanh mà mở tới đâu nó bung tới đó thôi. Đó, vậy đó. Cái này của Sankey, ngoại hình cũng không được đẹp, có chóp xi lây gai. Rồi cái này mình bán 200 cho anh em cô chú bác. Mã là X79. Lên mã X80. Mình cũng có 1 cây. Cái cờ lê nhanh, cái này của top. Đây thì nó dài hơn cái kia. Kiểu nó cũng khác nữa nè. Cái này 3,1 tấc. 31 cm. Cái này nó có 2 nấc. Đó, nấc gì ha. Nó cũng nhanh. Rồi mở ra gì nữa. Cái này mở cái ngàm nó cũng lớn rồi nè. Mình mở được vậy ha. Mở được vậy vừa xài rồi. Khoảng 5 phân 4 phần mấy 5 phần ha. Nhỏ nhất của nó là 2 phần ha, em không nhỏ hơn nữa được ha. 2 phần là nhỏ nhất. Tình trạng thì cũng xấu, không có đẹp. Ngoại hình cái này nó vậy đó nè. Để xa xa cho anh em hình dung mà nhìn nguyên cái cây á, nó dễ ha. Nó có đóng chữ ở đây nè. Chả nó cũng xấu vậy ha, nó không được đẹp lắm ha. Rồi cái này mình bán là 340 ngàn. Mã là X80. Lên mã X81. Mình có 2 cây. Bán 2 cây nha em. Cái này 2 cây kẹp hàng. Đó. Để chữ đây là CNET ha. Nó để chữ đó thôi, nó không có đóng chữ ra băng, không đóng gì ha. Để chữ CNET thôi. Tình trạng thì cũng còn tương đối. Cái này nó lắc léo gì anh em ha. 2 cái luôn. Đó. Cái này thì nó cái size nhỏ, size 17 ha. Ngoại hình nó cũng không đẹp không xấu. Cái này cũng vậy thôi, size 17. Đấy là CNET. Ha. À, cũng lắc léo giống người kia thôi. Đó. Bấm vô cái cốc ha. Bấm vô cái cốc nó không vùng và nó vùng. Cái này ở đây nó có dính giống như cái sỉ hàng đây chút nghe nè. Cái này ha. Đó. À, mình bán 2 cây một cặp. Này trong cái bao mình gặp cặp đó nè, mình lấy mình bán cặp luôn. Cái này là mã là X81, mình bán 2 cây, mình bán 370 nha anh em, 370 ngàn cặp này ha. Mình lên mã X82, mình có 1 cây kìm bấm của Aigo. Cái này size cũng không có được lớn, size 18 năm. Nhưng cái này cũng còn tương đối đẹp. Răng được còn ngon lành ha. Răng mình thấy giống như chưa có xài qua, nhưng mà cái này bấm vô nó không có sát nè, cái miệng nó hở nha anh em. Nó đụng cái lưỡi trong đây trước rồi nè, thấy không? Cái kiểu người ta thiết kế như vậy ha. Đó. Cái này cái răng nó người ta thấy chưa có dấu cắn qua nè, chưa có xài ha.
nhưng mà cái miệng nó kẹp vô thì nó hở một chút vậy đó. Có ai vô hả cây này? Anh em lưu ý nghe, nghe mình nói ha nè, cái này bấm vô nè, hai cái lưỡi này nó chạm nhau nè, cái miệng nó hở trên nha nè, đó ha. Nhiều khi anh em mua về nó sao cái miệng nó hở mà không báo ha, nó mình báo anh em là nó hở vậy, cái này tại người ta sản xuất như vậy hay sao mình không rõ ha. Rồi cái này là mã X82 bán 450, lên mã X83 mình có một cây, cây này cũng xây nhỏ, cây này kìm vai zip của Mỹ ha, 18 năm. Cái này ngoại hình thì cũng còn tương đối, mà cái răng cắt ở trong đây nè, nó dính sỉ hàng nè anh em thấy không, đó nó dính sỉ hàng hết trơn rồi, không có còn cắt được ha. Nè vậy mình bấm vô là nó đụng cái này rồi, cho nên cái miệng nó hở nè, đó không, tự nhiên hẹn không hẹn mà gặp cây kia hở miệng, cái này cũng hở mỏ luôn, ngộ nè, nó cấn trong đây trước nè anh em, cho nên nó hở ở đây ha, đó nó không sát được, nên là biết gì chỉnh sửa được chỉnh sửa, còn không chỉnh sửa được gì mình cũng xài được. Quay zip đó, cái này răng thì không được đẹp ha, nó dính sỉ hàng, găng cái này không đẹp nha anh em. Rồi cái này là mã là X83 bán là 390 ngàn ha. Lên mã X84 mình có một cây, cái này mình không biết xài gì, trước đây hình như mình có bán một cây, mình nhớ vậy, mình không có nhớ nữa, nhưng mình nhớ chắc có bán một cây. Cái này chiều dài là 22, ta để cắt cái gì mình không rõ ha, đó cái miệng nó vậy đó. Bữa hình như có anh nhắn tin, nó nói cái này làm bên da bên gì mình không rõ, có người ta có khắc cái gì đây ha, đó trước đây mình có bán cây này, hình như bán về An Giang thì phải, cây giống gì. Rồi cái này anh em nào biết xả gì chốt nha anh em, nó lạ không biết xả gì ha. Rồi cái này mình bán 220 ngàn, mã là X84 đó, nó có hai cái răng vậy ha, đó X84 mình bán 220. Lên mã X85 mình có một cây kìm này size nhỏ, kìm cá này size nhỏ ha, size dài có 15 năm à. Đấy là kim dip đó ha, đấy cái này ha, chữ này nhiều khi nó mờ gì nó không rõ ha, đó cái này cái lưỡi nó hở nha nè, lưỡi hở hơi hở ha, nó có hơi hở một chút ha, anh em cô chú nhìn thấy đó, nó có hơi hở đó, hở ít ha. Cái này răng còn tương đối, đây nó có răng bị quẹo, đây nó bị gỗ miếng ha. Ở cái này mình bán 150 ngàn, 150, mã là X85. Lên mã X86 bán hai cây kiềm của Lotte, bán hai cây anh em cho mau hết đồ, bán cây lâu hết. Cái này là 10 chiều dài là 16 năm, còn cái lớn này là nó dài tới 25 nha anh em, cái lớn này nè, cái lớn này lớn là ít gặp, nhưng mà cái này sẽ bán cái này cũng chậm anh em, bữa nay mình bán hai cây ha, kể mình giảm giá anh bán đi, lúc trước cái này đăng là bán, cái này bán chậm, cái này miệng nó không có được đẹp, người ta xài nhiều nè, nó khờ hết trơn. Hai cây ha, mình bán hai cây này,
Cái này thì nó lớn vậy đó. Bán 2 cây, bán 200. 200 ngàn nha anh em cô chú bác. Cái này dân cũng tương đối. Cái này của Lotte. Cái này cũng của Lotte luôn, mã lớn. Cái này găng mòn hết trơn rồi. Rồi 2 cây này mình bán 200. 200 ngàn nha anh em cô chú bác. Một cặp này ha. Mã là X86. Mình lên mã X87. Mình có 1 cây kiềm. Kiềm này nó đấy là On Fujiya nha, chứ không phải là Fujiya không, nó có thêm chữ On. Cái này chiều dài nó tới 21, gần 21, cái kiềm này size lớn anh em cô chú bác. Kiềm này size lớn. Em kiếm cụm dây điện mình cắt thử. Rớt. Rớt tụt lum đồ. Cái này cắt ngon lành anh em. Đó, cái này miệng ngon lành, không có hở ha. Nè, khít ha. Miệng khít. Lưỡi khít, đó. Răng cũng còn tương đối ha. Đó, tình trạng nó vậy ha. Rồi cái kiềm này mình bán là 200, mã là X87, mình bán 200. Lên mã X88, mình cũng có 1 cây kiềm. Cái này cũng dài 21 luôn, size lớn luôn ha. Đấy là chữ bo cơ ha. Ở đây nó đóng à. Đóng chữ đây nè. USA đây ha. Đó, anh em có nhìn thấy ha. Cái này hơi trái này anh em ơi. Chữ U nè, chữ S nè. Chữ A đây nó hơi mờ ha. Đó. Ha. Đó ha. Cái này cái lưỡi nó hở nè, nè nó hở nè. Nó hở một chút chỗ này đó. Nó hở một chút quá nè. Nó ha, em nhìn thấy không? Nó hở ít thôi. Nó có hở, nhưng mà tại thế là nó có hở. Đó, cắt. Cắt ngon lành ha. Cái này cắt cũng ngon anh em. Cái này răng cũng còn tương đối nè. Mấy cái kiềm cũ này thì khi nó cũng không được hoàn thiện hết anh em. Nó cũng phải đó anh em, cô chú ấy nhìn thấy nó hở ha. À, để gì nhìn thấy rõ nè, đó ha, hở chút á. À, tình trạng nó vậy anh em, mình báo ha, nó hở. Mình báo hở anh em cô chú bác xem kỹ giúp mình ha. Đó, tình trạng nó vậy. Ở cái kiềm này mình bán là 330 ngàn nha. Mã là X88. Bán 330 cái kiềm này ha. Lên mã X89, mình cũng có 1 cái kiềm. Kiềm này của Fujiya. Này chiều dài cũng 21 luôn. 21 luôn nha anh em cô chú bác. Cái này của Fujiya. Cái này nó có cái đầu búa ở đây nè. Cái kiềm này còn đẹp nè. Miệng còn ngon lành ha. Miệng bên đây cũng vậy luôn ha. Người ta có hình như nó có hơi mòn xíu đây thôi. Đây lưỡi khít. Lưỡi khít nha anh em cô chú bác ha. Nè, lưỡi khít gịch. Cái này cái lưỡi nó cục vậy ha. Đó, tại nó thiết kế vậy. Cắt thử cầm dây điện. Cái này cắt ngon lành ha. Cắt ngon lành nha anh em. Ngoại hình cái này cũng còn tương đối khá ha.
ố ố vậy thôi, mình vệ sinh sơ sơ thôi anh em. À, cái này mình bán là 380 ngàn nha anh em cô chú bác. Mã là X89 ha. Kèm nó có cái búa vậy đó. Mình bán 380 ngàn. Ở bên đây đi dễ nhìn. X89 cái kèm của Fujiya mình bán 380. Lên mà X90. Mình có cây cắt ống. Cái ống này của ít ha. Cái này thì cái lưỡi nó không được đẹp. Cái này cắt cái ống tối đa là 24 ha, 24 mm. Cái lưỡi cái này không được đẹp nha anh em. Cái lưỡi mình thấy nó có hơi mẻ một chút đó. Đây nè. Ha. Cái này trước đây mình có đang mình bán rồi anh em. Nhiều khi lý do thì mình cũng không tiện nói, bây giờ nó chạy về với mình thì mình đang mình bán lại thôi, nó vậy đó. Rồi cái này mình bán 200 nha anh em cô chú bác, 200 ngàn ha. Rồi mã là X90 bán 200, lên mã X91 mình có cây lục giác. Mũi nó là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ha. Đó. Trong đây nó để, trong đây nó có ha. Vậy thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Nhỏ nhất là 1.5 ha. À. Cái này thì nó không có đóng chữ da băng nha anh em, nó không có đóng ha. Nó chỉ vậy thôi. Anh em cô chú bác nghe mình nói ha, chứ về nói sao mà nó không có đóng chữ da băng. Mà thật sự cái này nó cũng giá trị thấp nha anh em cô chú bác ha. Cái này thì mình thấy nó gọn nhẹ, mình mua thôi, đóng chữ không đóng chữ gì kệ nó, miễn mình xài được rồi được rồi. Anh em nào thấy vừa gọn vừa hợp thì mua thôi. Cái này mình bán 130 ngàn, mã là X91 ha, nó không có đóng chữ giao băng nha anh em nghe mình nói ha. X91 mình bán 130. Lên mã X92 mình bán 5 cây kéo ha. 5 cây này mình bán 5 cây nha nè, mình không bán lẻ ha. 5 cây mình lên từ cây trước để mình đo nó, rồi một size mình lấy ra trước đi. Nè bây giờ nó một size nè, con cây này nó nhỏ nè, size nó là 18 nè ha. Chiều dài nó 18 là 4 cây này nó chiều dài 18 hết. Đó, mình quay từ cây một. Cái này nó có đóng chữ Nhật ở đây. Ở cái lưỡi nó có đóng chữ ha. Đó. Thì tình trạng nó cũng còn tương đối. Cắt thử rồi. Cái này cũng bén anh em, cắt bén. Ha, cái này bén nè. Ha, cái này dài 18 ha, cái kéo tỉa. Lưỡi nó vậy đó. Cái này cái lưỡi có đóng chữ. Một cây. Cây số 2. Cũng dài 18 luôn. Ha. Cái này thì đóng chữ ở đây. Cái lưỡi không có đóng chữ. Cái này mình thấy cũng còn tương đối. Cũng bén anh em ơi. Ha. Cũng bén. Cái này nó cũng giác ở đây. Cái kéo này nó giác kiểu như vậy ha. Kiểu người ta làm vậy. Rồi cái này là cây số 2. Cái này là cây số 3. Nó đóng chữ giao băng ở đây ha. Cái kéo này nó ngộ không mấy cây kia nha anh em nè. Kiểu nó nè. Cái này cái lưỡi nó mình thấy như nó có mẻ một chút hay sao. Đó. Cái mũi á nè, nhưng mà cắt dẫn đứt ha nè. Đó, cái mũi nó như mình thấy nó có cong, nó có cong chút anh em ơi. Nè đó ha, nó hơi cong chỗ này một chút nè anh em, cô chú bác nhìn thấy không ha.
cái mũi nó hơi cong chỗ này chút nha anh em, cây này ha. Để có đóng cái dấu này ha. Cái này cái mũi nó có cong chút ha. Nè anh em quý bác nhìn thấy ha. Đó. Cây số 3. Cây số 4. Thì nó có đóng chữ nhật ở đây. Ha. Ở đây thì cán nó có hoa văn. Cái này cũng còn tương đối. Cái này cái mũi nó hình như mẻ đây chút ha. Cái này cũng bén anh em ơi. Cái này bén. Đó, cái này cái mũi nó hình như bên đây nè. Nó mẻ một chút ha, đó. Lưỡi thì cũng còn tương đối. Ha, lưỡi cũng còn tương đối. Rồi 4 cây là 18 ha, còn cái này nhỏ hơn nè. Cái này nó có 15 năm à. Ha. Cái này 15 năm, cái này cũng có đóng chữ ở đây ha. Cái này nhỏ. Cái này cái mũi nó có mẻ anh em ơi. Nè mẻ một chút ở đây ha. Đó. Cái này bén. Thấy vậy chứ cây này bén. Ha. Cái mũi nó về xử lý lại nha anh em cô chú bác. Rồi ha, cái này là 5 cây. 5 cây kéo này ha. 4 cây này là 18, cây này là 15 năm, chiều dài ha, mình đang nói chiều dài là 4 5 cây. 5 cây kéo này mình bán là 900 nha anh em cô chú bác. Mình bán 5 cây ha, mình không bán lẻ. 5 cây mình bán 900, giờ mình bán không được rồi mình bán lẻ sao chứ, cái này lụng dụng lần dần bán gói. Nó mất thời gian vô cùng. Mình bán gì là cũng giá, mình cũng tính con đói nó xác cho anh em xài ha. 5 cây mình bán 900. Mã là X92. Lên mã X93. Mình có một cây kiềm phe. Cái kiềm phe này nó mở phe trong rồi phe ngoài luôn nha anh em. Cái này phe ngoài nè, cái này là phe trong ha. Đó. Cái này là của KTC. Nó cũng cũ nha anh em cô chú bác ha. Nhưng mà cũng còn tương đối. Đó. Cái này nó nhỏ anh em cô chú bác nha. Nó không có phải là cái kiềm lớn ha. Giờ cái này đo làm sao trời, nó nằm kiểu này. Đo vậy đi. Chiều dài nó là 13 năm. Cái kiềm phe này ha. Rồi cái này mình bán 170.000, 170 nha anh em cô chú bác. Mã là X95. Lên mã X96. X96 mình có một cây kiềm tuốt. Sẵn có cộng dây điện này tuốt thử luôn. Cái này chắc xài cộng bèo quá. Ha, đó. Thử cộng xích vô coi. Cái này cái size nó lớn anh em. Ha, cũng ok ha. Cái này nó là chữ B ha. Đó, chữ B. Tình trạng thì nó không được đẹp. Không được đẹp nha anh em cô chú bác. Cái vỏ nó cũng chóc nè. Kệ anh em ơi, có gì bán cái đó. Giờ đi bãi mà biết sao đẹp sao xấu giờ. Lụm được thì bán thôi ha. Anh em nào thấy dữ ý mua, không dữ ý thì đợi mấy cây đẹp đẹp mấy cái clip sau chứ bây giờ biết sao giờ. Rồi cái này mình bán 200. 200 nha anh em cô chú bác. Mã là X96 ha. Đó, quay cái lưỡi cho anh em cô chú bác coi ha. X96 mình bán 200. Cái này của cái này không phải của vệt xeo nha anh em. Cái này của Hozan ha. Nè. Đó. Đây chữ là Hozan nha, không phải của vệt xeo nha. Mình tưởng cái này của vệt xeo không mà không phải ha. Của Hozan. Hozan. Cái này mình bán 200 cho anh em quý chú bác. Mã là X96. Lên mã X97. Mình có một cây sữa lưỡi cưa. Cái này chiều dài là 18 ha. Thì ngoại hình nó cũng còn tương đối. Cái này nó bằng nhôm á anh em. Hiện đã sơn ở ngoài thôi. Cũng xấu xấu vậy thôi chứ cũng
cũng còn xài được. Cái này nó vậy ha, cái này mình thấy là của Somat nhiều ha. Đó, đó ha. Rồi cái này mình bán là 220 ngàn nha anh em cô chú bác, mã là X97. Mình lên mã X98, mình có một cây cờ lê lực, cái này 14 ha, 14 nhân cho 200 kg f cm ha, nó để vậy ha, để mình kiếm cái cây gì mình thử cái này mới được. Rồi mình tiếp tục ha, mình kiếm cái cây này mình thử nè, thử cái lực của nó đó ha, nó nhả đó nha anh em cô chú bác ha. Này cái này của Hozan, đó là C771 ha, nó chiều dài nó 10 19 3. Cái này là mã là X98, mình bán 280 ngàn nha anh em cô chú bác. Cái này của Hozan ha, nó là 14 ha, mã là X98 mình bán 280. Lên mã X99 mình cũng có một cây cờ lê lực, cái này của đấy là xanh vô đấy, 24 nhân cho 250 kg ha, f cm. Cái này bên đây thì để Canon, cái này là 24 nha anh em, để mình thử cái lực cái này luôn đó ha, nó nhả cọc ha. Cái này của Sanyo, cái này nó có hơi cũ chỗ cái cán này chút thôi, cái này nó có chạy chút ha. Cái này cũng còn tương đối nha anh em cô chú bác, miệng rồi ha. Rồi cái này mình bán là 340 ngàn nha anh em cô chú bác, mã là X99. Tự nhiên mình nhảy là mình lên tới X99 luôn trời. Mình chưa có lên hai cây kéo. Vậy mình lên hai cây kéo ha nè, kệ nó đi cho nó lộn chút xíu đi, thông cảm anh em ơi. Mình lên tiếp mã là X93 ha. Là một cây kéo. Cái kéo Ton. Cái Ton của Mitsu. Cái Ton của Mitsu ha anh em cô chú bác. Đó. Cái này mình thấy cái lưỡi còn ngon. Ha, lưỡi còn ngon, ngoại hình cũng còn tương đối nha anh em, cây kéo của Mitsu này ha, này nó hơi sắc xé, người ta mình vệ sinh sơ sơ nên cái lưỡi này còn bén, không có mẻ, không có dấp tay. Cái kéo này mình thấy còn ngon rồi. Cái kéo này mình bán là 320 ngàn ha, mã là X93. Lên mã X94. Mình có cái kéo. Kéo này cũng cắt to thôi nhưng mà nó cũng cổ hết nè. Kéo này con tán chỗ này nó bị xây nha nè. Cái này anh em nào biết về xử lý lại ha. Kéo này bén ghê quá. Cắt ngon lành ha. Con này nè anh em, mình thấy mình dặn con này ra nó hơi lỏng quá, xíu cứng vô thì cái này nó cứng quá ha. Cái này anh em nào biết về chỉnh lại chút. Rồi cây này nó đang thua vậy đó anh em. Cái này chiều dài nó là 26 ha. Chiều dài 26, cái kéo này nó vậy đó. Cái lưỡi cũng còn tương đối. Cái này lưỡi còn ngon hết nè. Thấy gì không có mẻ ha. Rồi cái này mình bán là 200, mã là X94 ha. Nãy mình lên là nhảy chỗ đó ha, anh em coi đánh theo đúng số được rồi ha. Rồi mình lên mã X100, mình có một con này ha,
con dội, con này của Tajima, cục này nó vậy đó nha, nè cục này nó bầu bầu vậy đó, nó khác với cái kia ha. Ừ, Tajima rồi, cục này mình bán 200 ngàn, 200 cho anh em cô chú bác, mã là X100, mình bán 200, lên X101 mình có hai cây thước, bán hai cây ha, cái này với cái này cây nhỏ tấc rưỡi, cái này 3 tấc, cái này thì nói vậy anh em, cái này người ta khắc chìm ha, ta khắc chìm cây thước này ha, đó. Có dấu zip của Nhật, nó hơi chát cái này anh em cô chú bác thông cảm ha. Rồi mình bán hai cây thước nha anh em, hai cây này ha, mình bán là 120 ngàn. Ở đây nó cũng có cái bảng quy đổi ở đây ha, ở sao nè, 120 ngàn nha anh em cô chú bác, cây này ha, cây này với cây này, đó là mình lên tiếp mã X102, mình có một cây thước, cái này nhỏ ha anh em, đó cái này anh em, cái này anh em là về kiếm cộng dây gạn chỗ này nó lợi ha, là nó không có tuột cái cây này ra ha, tại trong đây nó có cây cộng dây động nó chặn lại nên mình mất cái đó, là kéo nó không có, nó bị mèo, nó không có gít tay ha, cái này thì nó cũ nhưng mà mặt số còn nhìn thấy, cái này người ta cũng khắc chìm luôn á anh em ha nè. Nên mình để em cúp xe mình đo lặt vặt này kia chơ thôi. Rồi cái này mình bán 150, 150 ngàn, mã là X102, lên mà X103 mình có cây thước, thước gấp ha, cái này nó vậy ha, mà hình nó cũng còn tương đối, cái này có cái mặt này nó dày, dày hơn mấy cây kia này, nó 2 phân gần 2 phân rưỡi ha, nó nặng hơn mấy cái kia nha anh em. Rồi cái này là mã X103, bán 200, lên mã X104 mình cũng có cây thước gốc, cái này của Sinhua ha, cái hình con này, cái này thì nó cũng còn xài được, không có đẹp mà cũng không xấu, nó vậy nha anh em, nó hơi cũ ha, ngoại hình không được đẹp lắm đó. Ở đây nó có dính gì đây ha, dính gì hả, chốc xi gì mình cũng không rõ, dính gì nè, cạo nó ra nè ha. Rồi kệ nó ra, nó cũ rồi, tính nó theo nó cũ đi ha. Rồi cái này mình bán 280, mã là X104, mình bán 280, lên mã X105 mình bán cây này, cây cái này giống như cái cảo anh em ha, nó vậy đó, cái ngào nó bung ra vậy là nó tự trong đây, ở đây 5 phân rưỡi ha, 5 phân rưỡi nó kẹp vô vậy thì nó nhỏ hơn, cái này nó vậy thôi, nó không có, bữa mình bán mấy cây giống cái này nè mà nó có cái chén trên đây nè, cái này nó không có cái chén ha, cái kiểu nó vậy hay sao mình không rõ ha, thì mình lụm được sao mình bán vậy thôi, mà mình nghĩ cái này chắc nó không có cái chén này, mình nói vậy á, cái cây, cái dít me chính giữa này nó dài nha anh em, nó tới 18 nè ha, cái tay cảo này thì nó 12 đó, nó 12 nha anh em, cái này là của Nati ha, Nati Onan, đó là HB118 à, thì là cái cây này 18 nè, chắc vậy á. Cái này nó đen thùi, nó cũ vậy nha anh em cô chú bác ha. Cái này mình bán 300 ngàn nha anh em, cái đầu ở trên này nó như vậy đó, nó có ba nóc ha, 1 2 3 nóc như vậy, mình bán 300, mã là X103, X105 chứ,
X105 nha anh em, bán 300. Rồi mình tiếp tục ha, mình kiếm cái cây này mình thử nè, thử cái lực của nó đó ha, nó nhả đó nha anh em cô chú bác ha. Này cây này của Hozan, đó là C771 ha, nó chiều dài nó 19.3. Cái này là mã là X918, mình bán 280.000 nha anh em cô chú bác. Cái này của Hozan ha, nó là 14 ha, mã là X98 mình bán 280. Lên mã X99 mình cũng có một cây cờ lê lực, cái này của đấy là Sanyo đấy, 24 nhân cho 250 kg ha, F cm. Cái này bên đây thì để Canon, cái này là 24 nha anh em, để mình thử cái lực cái này luôn đó ha, nó nhả cọc ha. Cái này của Sanyo, cái này nó có hơi cũ chỗ cái cán này chút thôi, đây nó có chạy chút ha. Cái này cũng còn tương đối nha anh em cô chú bác, miệng rồi ha. Rồi cái này mình bán là 340.000 nha anh em cô chú bác, mã là X99. Tự nhiên mình nhảy mình lên tới X99 luôn trời, mình chưa có lên hai cây kéo, giờ mình lên hai cây kéo ha nè, kệ nó đi cho nó lộn chút xíu đi, thông cảm anh em ơi. Mình lên tiếp mã là X93 ha, là một cây kéo, cái kéo ton, cái kéo ton của Mitsu, cái kéo ton của Mitsu ha anh em cô chú bác đó. Cái này mình thấy cái lưỡi còn ngon ha, lưỡi còn ngon, ngoại hình cũng còn tương đối nha anh em, cây kéo của Mitsu này ha, này nó hơi sắc khế, người ta mình vệ sinh sơ sơ nên cái lưỡi này còn bén, không có mẻ, không có dấp tay. Cái kéo này mình thấy còn ngon rồi. Cái kéo này mình bán là 320.000 ha, mã là X93. Lên mã X94. Mình có cái kéo này cũng cắt ton thôi nhưng mà nó cũng cổ hết nè. Kéo này con ráng chỗ này nó bị xây nha nè. Cái này anh em nào biết giờ xử lý lại ha. Kéo này bén ghê quá. Cắt ngon lành ha. Con này anh em, mình thấy mình dặn con này ra nó hơi lỏng quá, xíu cứng vô thì cái này nó cứng quá ha. Cái này anh em nào biết về chỉnh lại chút. Rồi cây này nó đen thui vậy đó anh em. Cái này chiều dài nó là 26 ha. Chiều dài 26, cái kéo này nó vậy đó. Cái lưỡi cũng còn tương đối. Cái này lưỡi còn ngon hết nè. Thấy gì không có mẻ ha. Rồi cái này mình bán là 200, mã là X94 ha. Nãy mình lên là nhảy chỗ đó ha, anh em coi đánh theo đúng số được rồi ha. Rồi mình lên mã X100, mình có một con này ha, con dội, con này của Tajima, cục này nó vậy đó nha, này cục này nó bầu vậy đó, nó khác với cái kia ha. Tajima. Rồi cục này mình bán 200.000, 200 nha anh em cô chú bác, mã là X100, mình bán 200. Lên X101 mình có hai cây thước, bán hai cây ha,
cái này với cái này, cái này cái nhỏ tấc rưỡi, cái này 3 tấc. Cái này thì nói vậy đó em, cái này người ta khắc chìm ha, ta khắc chìm cái thước này ha. Đó, có dấu díp của Nhật, nó hơi chát cái này anh em cô chú bác thông cảm ha. Mình bán 2 cây thước nha anh em, 2 cây này ha, mình bán là 120 ngàn. Bên đây nó cũng có cái bảng quy đổi ở đây ha, ở sao nè, 120 ngàn nha anh em cô chú bác. Cây này ha, cây này với cây này đó là mình lên tiếp mà ít 102, mình có một cây thước, cái này nhỏ anh em đó, cái này anh em là về kiếm cộng dây gạn chỗ này nó lợi ha, là nó không có tuột cái cây này ra ha, tại trong đây nó có cây cộng dây động nó chặn lại nên mình mất cái đó, mà kéo nó không có, nó bị mèo, nó không có gít tay ha. Cái này thì nó cũ nhưng mà mặt số còn nhìn thấy, cái này người ta cũng khắc chìm luôn á anh em ha nè. Đây mình để em cúp xe mình đo lặt vặt này kia chơi thôi. Rồi cái này mình bán 150, 150 ngàn, mã là X102. Lên mà X103, mình có cây thước gấp. Cái này nó vậy ha, ngoại hình nó cũng còn tương đối. Cái này có cái mặt này nó dày, dày hơn mấy cây kia này, nó 2 phân, gần 2 phân rưỡi ha, nó nặng hơn mấy cây kia nha anh em. Rồi cái này là mã X103, bán 200. Lên mã X104, mình cũng có cây thước gấp. Cái này của Sinhua ha, cái hình con này. Cái này thì nó cũng còn xài được, không có đẹp mà cũng không xấu. Nó vậy nha anh em. Nó hơi cũ ha, ngoại hình không được đẹp lắm. Đó, ở đây nó có dính cái gì đây ha, dính gì hả, chốc xi gì mình cũng không rõ. Dính cái gì nè, cạo nó ra nè ha. Rồi kệ nó ra, nó cũ rồi, tính nó theo nó cũ đi ha. Rồi cái này mình bán 208, mã là X104, mình bán 208. Lên mã X105, mình bán cây này, cây này giống như cái cảo anh em ha, nó vậy đó. Cái ngào nó bung ra vậy là nó tự trong đây, ở đây 5 phân rưỡi ha, 5 phân rưỡi. Nó kẹp vô vậy thì nó nhỏ hơn. Cái này nó vậy thôi, nó không có. Bữa mình bán mấy cây giống cái này nè, mà nó có cái chén trên đây nè. Cái này nó không có cái chén ha, cái kiểu nó vậy hay sao mình không rõ ha. Thì mình lụm được sao mình bán vậy thôi. Mà mình nghĩ cái này chắc nó không có cái chén này, mình nói vậy á. Cái dít me chính giữa này nó dài nha nè, nó tới 18 nè ha. Cái tay cảo này thì nó 12. Đó, nó 12 nha anh em. Cái này là của Nati ha, Nati Onan. Đó là HB118. À thì là cái cây này 18 nè. Chắc vậy á. Rồi cái này nó đen thui, nó cũ vậy nha anh em cô chú bác ha. Cái này mình bán 300 ngàn nha anh em. Cái đầu ở trên này nó vậy đó, nó có ba nóc ha, 1, 2, 3 nóc vậy. Mình bán 300, mã là X103, X105 chứ, X105 nha anh em, mình bán 300. Rồi mình lên mã X106, mình có một cây Eto. Cây Eto nha anh em, cây này nó nặng 3 ký mấy. Cái này là mình đo gì nó 20 ha. Đó. Cái này nó sơn đen đen mà nó bị bung chóc ra vậy nè. Ha. Cái này cái ngàm nó mình mở nè.
nó cái lò xo trong đây như nó bị yếu hay sao á, nó cây này nó vậy, găng trong đây nó vậy nè. Cái này mình thấy giống như người ta làm mà kiểu giống như thủ công hay sao anh em ơi, mình thấy nó vậy. Găng cái này cũng còn tương đối ha, đó. Cái này mình thấy nó cũng lạ lạ, à, nó vậy nha anh em, nó nguyên cục sắt không à. Cái này, hai cái miếng này giống như người ta khoan người ta bắn, bắt lợi cây này giống như là mình thấy cái cây này nè, em thấy không, người ta gõ giống như người ta gàn, người ta gõ thủ công lại hay sao nè, ha. Như vậy cái cây này nó vậy đó anh em ơi. Mình thì phải cổ cổ lạ lạ mình mua ha, ha. Rồi cây này là mã X106, mình bán 850, 850.000 nha anh em cô chú bác. Cây Eto đen đen này, cái cây này nó cong nha anh em. Này cây nè, nếu nó về gõ lại ha nè, nó ẩn đó ha. Đó. Cái cây dặn này nè, nó ẩn về gõ lại nha anh em cô chú bác. Cây này mình bán 850 ha. Mã là X106. Cái này bỏ dưới đây đi nè, nó nặng quá. Mình lên tiếp mã X107. Bán hai cây cảo 50 cm của top, tình trạng mình thấy nó cũng còn tương đối nè, hai cây này đẹp ha. Đó, cái nào cũng giống cái nấy nè, mà nó còn đẹp, mình lựa hai cái này mình biết nè, răng nó còn ngon lành, cái này cũng vậy luôn, răng nó còn ngon lành. Mình bán một cặp hai cây này nha anh em, 50 bán 380 một cặp của top nè, hai cái chữ top này. Cái này cũng của top luôn, một cặp ha, mã là X107 mình bán 380. Lên mã X108 mình có hai cây cảo, cái này lớn ha, cái này nó có dính với sĩ hàng ở đây mà. Đấy là xa băng ha. Đấy là 93K. Cái này của top 150mm ha. Đó, nó có chạy đây chút nè. Cũ mà nó phải có cấn cái sơn nè ha nè. Cái cây này nè, đó ha, nó có bị mẻ mẻ nè, giống như dính sỉ hàng á. Cái miệng này cũng còn tương đối, nó có mẻ đây chút nè. Đó, em cô chú bé nhìn thấy ha, mẹ đây chút. Ở đây thì nó cũng có dính sỉ hàng lai gai. Nên em cô chú bác, nó mình quay ngoại hình vậy cho anh em dễ hình dung ha. Đó. Rồi một cây, cây này là của top, ở đây nó có chạy một chút. Ở đây cũng vậy ha. Rồi cây thứ hai là của Xuân cây. Cái cây của Xuân cây này thấy gì chứ, nó nặng hơn cây đó khoảng 200g nha nè. Mình cân cây này 3kg, hơn 3,2 kg, cây đó có khoảng gần 3kg. Cây của top gần 3kg. Cây này nặng hơn á, nặng hơn 200g á. Cây của này nè. Cây thằng này nó còn đẹp. Ha, nè. Đó. Để 150 xôn cây ha. Của sơ băng, cái này còn ngon lành, cái này còn đẹp đó nè. Đẹp. Mình bán là hai cây ha, một cây của top với một cây của xôn cây. Cái gán cầm lên cái cho anh em mình để coi. Đó, mình bán một cặp, một cặp như vậy nha. Đó, mình bán hai cây này nè, mã là X108, mình bán 840.000 hai cây ha, một cặp cảo 1,5 tấc, một cây của top, cây của Xuân cây. Rồi mã X108 cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Chúc cô chú bác anh em nhiều sức khỏe, hẹn anh em cô chú bác vào một cái clip sau. Rồi bye bye.